Chà, sau một đêm vất vả làm việc, được tận hưởng một ngày nghỉ, thật là sảng khoái biết bao. Chào anh chó, anh đang nằm nghỉ ngơi đó ư? Vâng, chào anh mèo, anh có việc gì ngang qua đây ư? À, tôi có cuộc hẹn với bác chim già, nghe nói bác ấy có thông tin về lũ chuột cống. Lần này tôi quyết sẽ bắt được cái lũ phá phách ấy. Thôi tôi đi nha, chào anh. Anh mèo, anh mèo, anh leo cao vậy, cẩn thận không ngã bây giờ. Anh chó thật ngốc, leo trèo là bản năng của họ nhà mèo chúng tôi. Cao thế này chứ cao nữa tôi vẫn leo tốt. Thật bất công, tại sao mình không thể leo trèo được như anh mèo chứ? Giả như mình có thể leo lên tận trên cao kia, mình có thể ngắm nhìn mọi cảnh vật. Đó là những cảnh tượng mình chưa từng được chiêm ngưỡng. Như vậy thật là tuyệt. Có ai cứu tôi với? Cứu với! Ai nhỉ? Tiếng kêu cứu ở rất gần đây. Có ai đó đang gặp nguy hiểm. Mình thử tìm xem sao. Đau quá! Có ai cứu tôi với? Cứu với! Chị? Chị là ai vậy? Sao tôi chưa thấy bao giờ? Ta là tiên sanh. Tiên sanh? Vậy là chị có phép thuật ư? Đúng vậy. Thế sao chị không dùng phép thuật bay ra khỏi đây? Vì phép thuật của ta ở đôi cánh, giờ cánh của ta ở đây thì ta không thể làm gì được. Ồ, thật vậy sao? Cậu cứu ta với. Chỉ vì cơn mưa đêm qua, ta bị mắc kẹt ở đây. Mà ta càng giãy giụa thì những dây dợ này càng thiết chặt hơn. Ta đau quá, ta sắp kiệt sức rồi. Cảm ơn cậu, may mà có cậu. Nếu không, cả người ta sẽ đầy những vết thương mất. Có gì đâu, tôi thích được giúp đỡ mọi người. À, vừa nãy ta có vô tình nghe được lời ao ước của cậu. Cậu thích được leo trèo giống mèo đến vậy ư? Cậu có muốn hóa thân thành một chú mèo không? Tất nhiên rồi, tôi nghĩ biết leo trèo chắc là tuyệt lắm. Hôm nay ta sẽ ban cho cậu một món quà để trả ơn cậu đã cứu ta. Ta sẽ cho lời ao ước của cậu thành hiện thực. Thật vậy ư? Cảm ơn cô tiên sanh nhiều lắm. Dạ, không còn là tưởng tượng nữa rồi. Mình đã có khả năng leo trèo giỏi như loài mèo thật sự vậy. Mình đã được tận mắt ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao xuống. Thật là tuyệt diệu. Điều ước của tôi đã thành hiện thực rồi. Cảm ơn cô tiên sanh nhiều lắm. Sao cơn mưa nước mát và trong quá đi mất. Mới mưa xong lại có bao nhiêu là rêu. Tha hồ cho chúng ta ăn cả ngày không hết. Khoan đã cô tiên sanh, tôi không ao ước mình leo trèo được nữa. Sao lại thế? Mới vài phút trước, cậu còn nhìn mèo với ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ cơ mà. Sao cậu thay đổi nhanh vậy? Thú thật chứ, cả ngày cứ leo trèo thế này mãi rồi, cũng chẳng có gì thú vị. Lần này, cậu mong điều gì vậy? Cô nhìn xem, tôi muốn được như bạn cá vàng kia. Chắc chắn được bơi lội và tắm mát cả ngày sẽ thích hơn tỷ lần việc được leo trèo. Nếu tôi có thể lặn sâu xuống làn nước kia, tôi sẽ được trông thấy đám rong rêu, được ngắm cảnh tuyệt đẹp dưới đáy hồ. Lần này thì cậu chắc chắn chứ. Tôi sẽ ban cho cậu hóa thân thành cá vàng, nhưng cậu không được thay đổi đâu nhé. Tất nhiên rồi, làm sao tôi có thể thay đổi được kia chứ. Chẳng phải đó là điều ước tuyệt vời nhất rồi sao? Cảm ơn cô tiên sanh đã giúp mong ước của tôi thành hiện thực. Dạ, đúng là cuộc sống mà mình hằng mong ước bấy lâu. Giá mình gặp cô tiên sanh sớm thì có phải tốt hơn không? Đây là lần đầu tiên mình được bơi lội tăng tăng giữa làn nước, cảnh giới hồ lại tươi mát thế kia. Chà, được cả ngày nằm dài trên bãi cỏ xanh mát và mượt mà như anh chó vàng thì thật là sung sướng biết bao. Mình chán ngán cả ngày cứ phải bơi lội thế này rồi. Hay, thật là mỏi mệt. Đúng là suốt ngày tung tăng bơi lội cũng chẳng thú vị như mình tưởng tượng. Quái lạ, sao hôm nay không thấy anh chó vàng đâu nhỉ? Anh chó vàng kia thật có phúc,
cả ngày chỉ có nằm dài nghỉ ngơi, không phải vất vả xây tổ kiếm ăn. Phải đó, tôi cũng có ao ước giống anh ấy đó, chứ cả ngày tính toán bắt chuột cũng thật là mệt mỏi. Đến ngày gió bão cũng chỉ an tâm nằm trong nhà, không cần lo nghĩ chống chọi với những cơn mưa to gió lớn. Tối tối lại còn được chủ cưng nựng, sống thế mới là sống chứ. Cô Tiên Xanh ơi, cô ở đâu rồi? Làm ơn xuất hiện đi. Thế nào, cậu thích cuộc sống bơi lội của mình chứ? Hay, quả ra ai cũng có những ước mơ thật viển vông mà không biết trân quý những gì ở hiện tại. Thế là cậu không muốn ta ban cho những điều ước kỳ diệu gì nữa sao? Cô Tiên Xanh, làm ơn hãy ban cho tôi trở về là chó vàng như trước. Tôi đã có cuộc sống mà nhiều người mong ước, thế là đã hạnh phúc lắm rồi. Ta mừng là cậu đã nhận được một bài học đơn giản nhưng thật ý nghĩa. Cuộc sống tuyệt vời thế này thì cần gì phải đi so sánh với người khác chứ. Ôi, ánh nắng hôm nay thật ấm áp làm sao. Yêu quái Osakabe Hime. Chà, những cổ vật trong lâu đài bỏ hoang này bán đi chắc được một khoản hời đấy. Người ta đồn rằng ở lâu đài Himeji này có một con yêu tinh. Thật nhớ nhẫn, nãy giờ có thấy gì đâu chứ. Chỉ cần lấy sạch chỗ này, từ giờ đến hết đời mình sẽ sống trong giàu có và sung sướng. Tiếng gì vậy nhỉ? Kẻ, kẻ nào dám? Ta tưởng ta mới phải hỏi cậu đó chứ. Ngươi, ngươi là ai? Là ma quỷ sao? Nhìn thấy rồi còn hỏi. Ngươi vào đây trộm đồ mà không nghe danh Osakabe Hime ta sao? Osakabe Hime là yêu quái của lâu đài Himeji sao? Ngươi, ngươi đúng là có thật. Yêu quái, xin tha cho tôi, xin tha cho tôi, đừng lấy mạng tôi. Hãy nhìn vào mắt ta đây này. Tôi ta có thể nhìn thấu trái tim bất lương của ngươi, những dục vọng xấu xa của ngươi trong quá khứ và cả sau này. Ngươi không đáng được tha thứ. Chưa ăn được gì cả mà thiếu gia Shibashi đã bắt mình phải gánh đống củi này rồi. Thật mệt quá. Làm ơn làm phước cho tôi với. Tôi đói quá rồi. Xin cậu. Cậu cầm lấy, mua cái bánh bao mà ăn. Cháu cũng chỉ là kẻ hầu nên không có nhiều để tặng cậu. Cảm ơn chàng trai tốt bụng. Này, biết gì chưa? Nghe nói đêm qua lại tiếp tục có một kẻ bỏ mạng trong lâu đài Himeji đấy. Trời ơi, sao bác biết? Thì xác hắn ở ngoài khuôn viên lâu đài. Thấy người ta nói đó là một tên trộm. Tôi biết mà, lâu đài ấy có con yêu quái Osakabe Hime, dữ tợn độc ác lắm. Ai nhìn thấy nó đều chết bất đắc kỳ tử. Ngày nào cháu cũng đi hái lá trà ở gần lâu đài đó, giờ cháu không dám tới đó nữa. Sợ thật, sao vùng này lại có con yêu quái hung dữ thế chứ. Hy vọng mình sẽ không bao giờ gặp phải nó. Nước sôi sùng sục thế này mà dám để cho ta tắm à? Ngươi không có mắt à Yuso? Ngươi muốn ta chết bỏng có đúng không? Xin cậu chủ Shibashi, cậu chủ tha cho tôi. Tôi đang pha nước thì cậu đã vào từ lúc nào đấy chứ ạ? Lại còn cãi à? Hôm qua đã bị phạt nhịn ăn rồi, ngươi muốn nhịn cơm cả hôm nay và ngày mai nữa chứ gì? Xin cậu chủ tha cho tôi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn ạ. Sợ rằng chẳng có lần sau đâu. Ngậm tiền vào người thì phải biết cách mà hầu hạ chứ. Biến khỏi đây đi. Cậu chủ, đừng đuổi tôi mà. Tôi chẳng còn nơi nào để dung thân nữa hết. Có gì cậu chủ cứ sai bảo, tôi nhất quyết sẽ nghe theo và làm bằng được ạ. Nhìn thấy cái mặt ngươi là ta đã không ưa rồi. Này này, Saito, em làm gì thế? Em có biết thanh gươm và bộ giáp này quý thế nào không? Em biết rồi,
Thanh gươm và bộ giáp trụ gia truyền của gia tộc ta chứ gì. Nhưng cái mũ của bộ giáp đã thất lạc rồi còn gì. Mất mũ thì còn gì là giáp nữa chứ. Dù có thất lạc thì nó vẫn là gia bảo của tổ tiên. Gia bảo gì chứ? Em đã bao giờ tận mắt thấy nó đâu. Mà sao nó lại mất hả anh? Nghe ông nội kể lại, trên mũ có khắc hình mặt trời. Cái mũ ấy đã được ai đó giấu đi trong lâu đài Himeji từ 200 năm nay. Ôi trời đất ơi, lại là cái lâu đài yêu quái ấy à? Thế thì vô vọng rồi. Nghe nói 10 người vào đó thì đến 9 người tiêu đời đó. Thì vậy mới nói, cái mũ ấy không thể tìm lại đâu. À, anh đã nghĩ ra cách trừng phạt thằng Yuso đáng ghét rồi. Sao cơ? Cái thằng gia nô nghèo mạt suýt làm anh bỏng nước tắm đấy à? Cậu chủ Shibashi, sao lại trừng phạt mình bằng cách quái quâm này chứ? Này, Yuso, người bảo sẽ làm bất cứ thứ gì để chuộc lỗi với ta mà. Dạ vâng, thưa cậu chủ. Vậy thì ngay đêm nay, hãy đột nhập lâu đài Himeji, gặp con yêu quái Osakabe Hime mà người ta đồn đại. Hỏi nó xem tung tích của chiếc mũ giáp sắt gia truyền của dòng họ Takashi đang cất giấu ở đâu trong lâu đài. Nếu sáng mai ngươi còn sống sót, ta sẽ để ngươi tiếp tục hầu hạ ở đây. Thưa cậu chủ, nó sẽ ăn thịt tôi mất. Không là nhằn, làm theo đi. Mình sẽ chết ở lâu đài này sao? Mình sẽ gặp con yêu quái đó. Nhưng cứ thử vào trong xem sao, biết đâu chỉ là lời đồn đại. Trước mắt mình cần có việc làm, cần có chỗ ở. Mình sợ chết đói hơn là sợ ma. Ai đấy? Yêu quái. Lại yêu quái sao? Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ạ. Tôi muốn hỏi một câu thôi, rồi tôi sẽ đi ngay. Xin đừng đến gần tôi, người cứ ở trong đó là được rồi ạ. Làm thế nào bây giờ? Mình sẽ chết ngay bây giờ sao? Nghe nói đó là một con yêu quái rất đáng sợ. Chào chàng trai trẻ, anh đang sợ hãi ta đó à? Tôi tôi rất sợ Osakabe Hime. Cô là ai? Tôi chính là Osakabe Hime. Anh có việc gì muốn tìm tôi ư? Trời, thật không ngờ cô đâu có mang gương mặt của yêu quái, ngược lại cô lại xinh đẹp và khí chất như vậy. Vậy anh muốn hỏi ta cái gì? Thực ra tôi tới đây là để chịu sự trừng phạt của chủ nhân. Nếu không bị chủ nhân phạt, đằng nào tôi cũng sẽ chết dưới tay cô. Nhìn vào mắt ta, anh không sợ ta nữa sao? Tôi đã tới được đây và gặp cô rồi, có gì để tôi sợ nữa chứ? Tôi chẳng làm chuyện gì xấu xa để hổ thẹn cả. Khá lắm. Đây là... Cô biết tôi tới để tìm cái gì ư? Tôi còn chưa nói mà. Phải, đây là chiếc mũ giáp sắt gia truyền của gia tộc Takashi, chủ nhân của ngươi. Hãy mang về, đây là minh chứng cho việc ngươi đã trông thấy ta. Tại sao tôi lại được tha mạng? Ta nhìn thấu trái tim ngươi. Những kẻ bỏ mạng khi tới đây đều vì có ý đồ bất lương. Nhìn vào mắt ta, chúng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng ngươi thì khác, ngươi vẫn còn sống vì ngươi dũng cảm và lương thiện. Anh ơi, kia có phải thằng Yuso không vậy? Ôi trời ơi, nó hiện hồn vậy có đúng không? Hay em bị qua mắt vậy? Yuso vẫn còn sống sao? Cái gì? Osakabe nói vậy với ngươi sao? Ngươi đã gặp cô ta? Yêu quái Osakabe chỉ trừng trị những kẻ có tâm ý xấu xa đột nhập vào lâu đài thôi. Ta không tin, ngươi bịa đặt chứ gì? Làm gì có ai gặp được yêu quái mà còn sống?
yêu quái có đưa cho tôi vật này. Đây có phải bảo vật thất lạc của các anh không? Shibashi, hình mặt trời, hình mặt trời. Chẳng phải đây là gia quy của gia tộc Takashi của chúng ta sao? Phải, phải rồi. Đây đúng là cái mũ đó. Không thể tin nổi. Vậy là anh em nhà Shibashi đã phải tin rằng Jusho đã thoát mạng dưới tay Osakabe Hime. Từ đó họ cũng không dám bắt nạt chàng trai lương thiện Jusho nữa. Thứ đáng sợ nhất trên đời này không phải là ma quỷ, mà là lòng dạ con người. Chỉ cần giữ cho mình tấm lòng thiện lương trong sáng sẽ vượt qua được những thử thách hiểm nguy nhất. Cứu con bò. Ngày xưa, ở vùng quê của Ấn Độ có chàng trai lương thiện tên là Narad, thường đi chu du khắp nơi để có thêm vốn sống. Mình cũng đã đi cả một ngày ròng rã rồi, giờ có lẽ là mình cần phải nghỉ ngơi ở đây chút nữa, sau đó lại tính tiếp vậy. Chào chàng trai, dạ đi tới đây thì đói quá, xin cậu làm ơn cho dạ chút gì đó vào bụng, có được không ạ? Dạ, đây ạ, cháu biếu cụ túi bánh này. Cảm ơn cậu, cậu thật là tốt bụng và rộng rãi. Dạ, không có gì đâu, cụ đừng khách sáo ạ. Cháu giúp gì được cụ, cháu cũng vui lòng. Nhìn cậu, có vẻ như là người từ xa đi qua đây, có đúng không? Dạ vâng, cháu đi từ xa tới đây ạ. Cháu đi chu du khắp nơi để mở mang đầu óc. Đích tới cuối cùng của cháu là có thể đến và gặp thần Vishnu để được thần khai thông về trí tuệ. Ồ, hóa ra cháu muốn tới chỗ thần Vishnu ư? Dạ vâng, nhưng hiện tại thì cháu cũng chưa biết tiếp tục đi con đường nào. Không biết chỗ của thần Vishnu còn xa không? Ta cũng nghe nói về vị thần Vishnu ngự trên đỉnh núi Hylas quanh năm tuyết trắng bao phủ. Nếu cháu muốn đến đỉnh núi đó thì cháu cứ đi thẳng băng qua ba thung lũng, sau đó cháu qua ba ngọn núi, hai dòng sông nữa là có thể đến được ngọn núi nơi thần ngự. Dạ vâng, cháu cảm ơn cụ ạ. Vậy cháu xin tiếp tục lên đường ạ. Chào cháu. Ôi, sao lại có tiếng bò kêu thảm thiết quá. Có lẽ chỉ ở xung quanh đây thôi. Một con bò bị sa xuống đầm. Nó có vẻ đang khó nhọc mà không thể nào lên được trên bờ. Xem nào, phải làm sao để giúp nó lên bờ đây. Ôi, một con bò bị lạc. Số ta hôm nay gặp hên rồi. Nó đã lún sâu rồi. Anh bạn, để tôi giúp anh một tay kéo con bò lên nhé. Hắn ta mà động vào thì nhỡ đâu tí lại tranh giành con bò này với mình thì sao. Thôi cứ đuổi cổ hắn ta ra chỗ khác khỏi phiền. Đi ra chỗ khác. Đây là con bò của ta. Bắt được, nó sẽ là của ta. Ngươi định giả vờ giúp ta rồi lát đòi chia phần chứ gì? Đừng có hòng, ta không mắc lừa đâu. Không, anh hiểu lầm rồi. Tôi không có ý đó đâu. Sức một người không thể kéo được con bò lên bờ. Tôi chỉ định cùng anh hợp sức thôi. Thôi, không nói nhiều lời. Đi ra chỗ khác, không ta lại tẩn cho một trận bây giờ. Cái con bò khốn kiếp này, sao mày mãi cứ đứng yên một chỗ như vậy? Tay ta lằn đỏ lên hết cả rồi, không thể kéo thêm được nữa. Thôi, đứng kéo nó lên mãi có được đâu. Đồng bọn mình đang đợi bên làng, giờ cứ cố kéo nó không những không được mà còn lỡ hết việc. Đúng là vừa mất thời gian đã vừa tốn sức vì con bò ngu ngốc này. Là vàng thật sự. Tại sao lại có những đồng tiền vàng ở đây thế này? Hôm nay mình thật là hên, không lấy được con bò thì bù lại nhặt được tận mấy đồng vàng. Tội nghiệp mi quá, chắc vừa rồi đau lắm phải không? Một mình
thì sao có thể đẩy được nó lên trên bờ đây? Ôi, con bọ của anh bị sa xuống đầm sao anh bạn? Không ạ, chắc nó bị đi lạc chủ. Tôi cũng từ xa đi ngang qua đây. Thế à, chắc chủ nó đang cuống cuồng đi tìm khắp nơi đấy. Để tôi giúp một tay cứu nó lên nào. Vâng, vậy thì chúng ta cùng làm. Chắc sẽ đẩy được nó lên thôi. Cuối cùng thì chúng ta cũng đẩy được nó lên. Nó ngâm mình với bùn lâu, chắc cũng thấm mệt rồi đấy. Vâng, nhiệm vụ bây giờ là làm sao chúng ta có thể báo cho chủ nhân của nó biết con bò đang ở đây, để họ đến tìm nó mang về. Phía đằng xa kia có một ngôi làng, tôi đoán đó là nơi ở của chủ nó. Giờ tôi đi ngang qua, tôi sẽ rẽ vào đó để thông báo. Người nào có bò tức khắc sẽ ra đây nhận thôi. Vâng, thế thì tốt quá. Anh thật là tốt bụng. Thế nha, chào anh, tôi đi đây. Vâng, chào anh ạ. Ôi, khẽ thôi anh bạn. Tôi đau quá. Đây là chỗ cái hố bẫy thú mà thợ săn đặt ở chỗ này. Khổ thân anh, anh hiền lành tử tế như thế mà gặp đen đủi, chẳng như tên béo ban nãy, xấu tính nhưng cuối cùng lại gặp hơn. Hay, cuộc sống này làm gì có công bằng đâu. Tôi thấy tôi sống cũng không tệ, mà toàn gặp đen đủi thôi à. Nhất định khi đến gặp thần Vishnu, mình phải hỏi cho ra lẽ. Một thời gian sau. Kính chào thần Vishnu. Sau nhiều ngày đường vất vả lặn lội thì cuối cùng tôi cũng đã được tới đây để quỳ gối trước người. Ta rất hài lòng trước tinh thần mộ đạo cùng với tấm lòng thành của nhà ngươi khi tới đây. Hỡi Narad lương thiện. Dạ, thưa thần Vishnu tôn kính. Trên đường đi tới đây, có điều này tôi nghĩ mãi mà vẫn chưa ra ạ. Có điều gì, nhà ngươi cứ nói ra đi. Dạ thưa thần Vishnu, trên đường tới đây tôi đã gặp một con bò bị sa xuống dưới đầm. Hai người đàn ông cư xử trái ngược nhau, nhưng kẻ xấu tính thì gặp may bắt được tiền vàng, còn người đàn ông tốt bụng thì lại bị ngã suýt mất mạng. Tôi thấy cuộc sống này thật bất công thưa người. Ngươi thấy cuộc sống không công bằng sao? Dạ vâng ạ. Tại sao anh chàng say tốt bụng đáng ra sẽ gặp may mắn thay vì đen đủi như vậy ạ? Ngươi hãy nhìn vào tấm gương này. Tên trộm kia kiếp trước làm được nhiều việc tốt, nên kiếp này lẽ ra anh ta có thể sống hào hiệp, có lòng lương thiện mà cứu giúp con bò gặp nạn. Anh ta sẽ phát hiện được cả một kho báu. Song vì hành động ích kỷ nên chỉ nhận được vài đồng vàng. Vậy sao ạ? Thế còn anh chàng lương thiện Jay thì sao thưa thần? Trong khi đó, anh chàng Jay đã đến ngày tận số, lẽ ra hôm nay bỏ mạng ở nơi này, nhưng vì thấy tai họa mà ra tay cứu giúp nên chỉ bị ngã thôi. Ồ, hóa ra là như vậy sao ạ? Những gì ngươi thấy chỉ là bề mặt, chớ nên vì thế mà vội vã kết luận và bi quan vào cuộc sống này. Dạ vâng thưa thần, con hiểu rồi ạ. Có những thứ chúng ta nhìn thấy là thế, nhưng chưa chắc đã phải vậy. Cho nên cứ sống tốt và làm đúng bổn phận của mình, chớ vì những chuyện không như ý trước mắt mà vội vã than trách. Con cảm ơn thần ạ. Trái dâu giữa vực sâu. Bệ hạ, bệ hạ, ngài mệt rồi ư? Không, ta không mệt. Vậy màn biểu diễn quá tẻ nhạt ư, thưa ngài? Không, vẫn như mỗi lần mà. Thế sao thiếp thấy ngài có vẻ chán ngán lắm? Nếu ngài mệt, thần thiếp sẽ sai người hộ tống ngài về nghỉ ngơi. Ừ, ta không sao. Chỉ là dạo này bỗng nhiên ta cứ cảm thấy không thoải mái và nghĩ về nhiều thứ khác. Ngài nghĩ về buổi chầu sáng mai ư? Cũng không hẳn. Ta cứ thấy thiêu thiếu thế nào ấy. Thực ra là vì ta chẳng có điều gì vui vẻ ở đây cả. Buổi biểu diễn ca múa hôm nay cũng chỉ để khiến ngài vui hơn thôi mà.
bệ hạ, vậy để thần thiếp nghĩ cách khác. Phụ vương, người đang làm gì thế? Người có muốn ngồi thuyền câu cá cùng con không? Sakura, con không thấy ta đang phê duyệt một loạt bản tấu của các quan trong triều đây à? Phụ vương, mẫu hậu nói phụ vương mệt, nên con chỉ muốn giúp người thảnh thơi hơn thôi mà. Trời ơi, ta làm ngày làm đêm chẳng hết việc. Còn con, trưởng công chúa của ta, chỉ biết rủ cha mình đi câu cá. Con... Phụ vương, người đừng lúc nào cũng căng thẳng như vậy, khiến cho... Khiến cho làm sao? Khiến cho mọi người xung quanh lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với cha đó à? Chẳng lẽ người không cảm thấy hạnh phúc khi được làm vua? Người nắm trong tay cả binh quyền và của cải, không ai dám trái ý người, lại được sống bên cạnh mẫu hậu và con sao? To gan, còn dám hỗn láo trước mặt ta sao? Thôi thôi, con mau ra ngoài, đừng lớn quẩn ở đây nữa, dướng chân ta. Sao đức vua của chúng ta mặc bí sĩ thế nhỉ? Có vẻ dạo này bệ hạ đang ưu phiền, chẳng biết có chuyện gì khiến ngài buồn lòng như thế. Hỡi các ái khanh, hôm nay có toàn thể quần thần ở đây, có ai trả lời được câu hỏi này của ta không? Dạ bẩm, xin người cứ hỏi ạ, thưa đức vua. Dù là bất cứ câu hỏi nào ở tận cùng thế giới này, thần cũng sẵn sàng tìm lời giải đáp cho ngài ạ. Có ai biết hạnh phúc là gì không? Bẩm bệ hạ, thần không biết hạnh phúc với người khác thế nào, nhưng hạnh phúc với thần là cơm áo no ấm, đủ ăn đủ mặc, và được làm quan dưới triều đại của bệ hạ. Ngài Sitama nói thế, khác nào bảo hạnh phúc của ngài là được nhận nhiều bóng lộc và tiền bạc của bệ hạ. Tầm thường quá. Thế theo ông, hạnh phúc là gì? Tôi sống đến già đời thế này rồi, còn chưa hiểu hạnh phúc là gì. Nữa là ngài. Ông... Tưởng gì? Quá ra chỉ nói nhảm. Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa. Đến đây ta còn chưa nếm mùi hạnh phúc thì phải. Bẩm bệ hạ, người là thiên tử, gánh vác cả giang sơn, đi khắp đất nước này, chưa chắc đã ai hạnh phúc hơn ngài đâu ạ. Tại sao không lúc nào ta thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, và luôn sống trong căng thẳng? Ta luôn không hài lòng với mọi thứ. Bẩm bệ hạ, hay là nhân phen này, người đi phiêu lưu thị sát dân tình một chuyến, biết đâu ở chốn dân gian lại có kẻ sẽ trả lời được cho ngài và chúng thần ạ. Phải, nói phải lắm. Tự nhiên dừng lại, không mua cá mà lại hỏi hạnh phúc là gì á? Đúng là điên rồ. Ơ kìa bà này, ăn nói cho cẩn thận, bà có biết đây là... Biết cái gì? Thế có mua cá không? Không mua thì tránh ra, để tôi còn bán hàng chứ. Hạnh phúc của ta là hàng ngày được ôm ấp những mỹ nữ xinh đẹp nhất thế gian. Hạnh phúc ư? Đó là đỉnh cao của chân lý sống, là mục đích cả đời mà người ta theo đuổi. Thôi, tốt nhất đừng tìm làm gì, có khi đi cả đời cũng chẳng tìm được đâu. Bẩm bệ hạ, ta đã đi khắp nơi, gặp đủ kiểu người rồi, mà chẳng có ai biết hạnh phúc là gì. Giờ vào rừng núi heo hút này, thì làm gì có ai trả lời được cho chúng ta ạ? Chúng ta chưa đi hết, thì chưa nói trước điều gì. Ai đó? Có tiếng sột soạt. Có thích khách sao? Không hay đâu, tính mạng anh ta vô cùng nguy hiểm. Các ngươi mau đuổi theo xem có giúp được gì không. Ôi trời ơi, lại còn dướng cành dâu chết tiệt này nữa. Thôi xong, quả này mất mạng thật rồi. Mình đã rơi vào đường cùng, chẳng còn cách nào để thoát nạn nữa.
mau xem anh ta thế nào. Nắm chắc dây leo vào, anh gì ơi. Anh ta sẽ chết mất. Trần đời tôi chưa thấy người nào đen đuổi như anh ta cả. Hết con cọp trên núi, lại tới con cọp dưới vực nữa. Anh ta đúng là xui xẻo nhất thế gian rồi. Cứu tôi với, mọi người ơi, xin hãy cứu tôi. Các người, mau xem có kéo anh ta lên được hay không. Mọi người ơi, có hai con chuột đang gặm phần rễ dây leo ở trên này. Trời đất, dây sắp đứt rồi. Anh gì ơi, chuột đang gặm đúng cái dây anh đang túm đấy. Trời đất, anh ta làm gì thế kia? Sắp chết đến nơi rồi mà anh ta vẫn còn ăn uống được nữa. Mau cứu anh ta lên. Con người này thật kỳ lạ. Ta nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Dây leo sắp đứt rồi. Mọi người, trong hành lý ta có mang dây thừng chuyên dụng. Ta sẽ buộc một đầu dây vào gốc cây này, rồi đầu dây kia quăng xuống cho anh ta nắm lấy. Này anh, rõ ràng là anh đang sợ đúng không? Nhưng sau khi nãy, tôi chẳng cảm thấy gì là anh sắp chết thế. Tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, sao có thể ung dung mà hái quả dại ăn vậy? Thực ra giữa lúc đó, không phải tôi không nghĩ gì đâu, mà trong đầu tôi nảy sinh rất nhiều ý nghĩ. Anh nghĩ những gì? Nói ta nghe. Tôi nghĩ quả này sẽ chết chắc. Tôi còn công việc ngày mai chưa hoàn thành, còn mẹ già phải phụng dưỡng, còn đóng tiền thù lao từ đám chủ thuê tôi làm mà tôi chưa được nhận. Nhưng tôi nghĩ lại, đằng nào tôi cũng toi mạng với một trong hai con cọp. Không con bên trên thì con bên dưới. Sợi dây leo cũng chỉ nếu giữ được tôi một lát nữa thôi. Dây đứt thì tôi cũng toi đời. Cuộc sống chỉ tạm thời và ta nhất định sẽ có ngày chết. Còn thứ mà tôi hái không chỉ là quả dại, đó là một trái dâu. Trái dâu là điều tươi đẹp thi vị đang hiện ra trước mắt. Đằng nào tôi cũng chết, tại sao tôi không tận hưởng nó ở giây phút hiện tại cuối cùng chứ? Thật kỳ lạ, một anh chàng bé nhỏ giữa núi rừng lại có thể giúp ta nhận ra những điều mà bấy lâu nay ta chưa tìm thấy. Hai con cọp đại diện cho quá khứ và tương lai, sợi dây leo tượng trưng cho đời người mong manh, và hai con chuột đưa con người dần đến sự chết. Ngẫm lại, đúng là ta chưa biết tận hưởng hạnh phúc hiện tại của chính mình. Cảm ơn anh nhiều lắm. Sự tích cây xương rồng. Thế là chúng ta cũng đã lo xong việc của mẹ con rồi. Mẹ con cả đời vất vả, cuối cùng thì bà ấy cũng được giải thoát và lên thiên đường. Cha, món tiền lớn để lo ma chay cho mẹ, cha xoay sở ở đâu thế ạ? Cha dây của Lai Buôn Sù Lết, nhưng hắn hẹn trong 3 ngày phải trả. Giờ đây, cha cũng đang rất lo lắng, chưa biết làm sao để trả được món tiền ấy. Julius là tên lái buôn tham lam và không từ bất kỳ một thủ đoạn xấu xa nào. Con thấy lo lắng quá cha ạ. Thế nào rồi lão già Haren? Chắc ông biết tôi đến đây làm gì rồi chứ. Nhưng tôi biết. Nhưng mà ông Julius, 3 ngày gấp quá, vợ tôi thì mới mất. Xin ông thư cho chúng tôi ít bữa. Sau này ông tính lãi thế nào thì chúng tôi cũng xin chịu. Không được, ông phải trả tôi ngay lập tức, nếu không thì liêu hồn. Ông Jules, hiện tại bây giờ dù có bán đi tất cả những tài sản có trong nhà thì chúng tôi cũng không đủ được số tiền dây ông đâu. Sao lại không có cơ chứ? Ông đang có một cô con gái xinh đẹp nhường này. Cô ta chịu làm nô lệ cho tôi thì tôi sẽ trừ toàn bộ số tiền mà ông nợ. Ông thấy thế nào? Không, trời ơi, con bé là tất cả đối với tôi.
Nhà tôi đã mất, giờ tôi chỉ còn con bé. Ông lấy cả nó đi thì tôi biết sống sao chứ. Nhưng nhất định ngày hôm nay ông phải thanh toán món nợ cho tôi. Nếu không thì ông biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy. Chuẩn bị đâu, gô cổ ông ta lại. Đừng, các người không được động đến cha của tôi. Tôi xin đi theo các người. Không, Anna, con không nên làm vậy. Hắn ta độc ác và tàn nhẫn, trở thành nô lệ cho lão ta thì số phận con sẽ đi về đâu? Đừng, Anna. Ông Harin, đó là cách duy nhất. Nếu không, ông tưởng cái mạng già của ông được yên đấy à? Chúng ta lên đường thôi. Đưa cái con bé này đi. Chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mai. Ông Jules, nếu đã vậy thì xin ông cho tôi đi theo với. Tôi cũng sẽ đi cùng con bé. Để cho lão ấy đi cùng với mình cũng được. Ít ra thì cũng có người giúp việc cơm nước. Ta bỏ tiền ra để mua một đứa mà lại thành được hai. Lại quá. Được, thế ông hãy vào chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ. Ông đứng dậy đi, nhanh lên. Không cái lão Juliet ấy lại mắng cho bây giờ. Từ sáng tới giờ tôi thấy lão ta lườm ông suốt đấy. Tôi sợ không thể đi tiếp được nữa. Tôi mệt lắm rồi. Thế con gái ông đâu? Con bé nó bị giải đi phía trên kia, trong đoàn nô lệ nữ. Lầm rầm gì vậy? Chúng mày đi nhanh lên. Sao mà lại chậm chạp như vậy chứ? Các người có biết chúng ta phải băng gấp qua sa mạc trước khi trời tối hay không? Đêm nay sẽ có cơn bão lớn. Đi nhanh. Không thể để cho cái lão già chết tiệt này cản trở đoàn lại được. Thôi, đằng nào con gái lão cũng trong tay mình rồi. Vậy lão ta sống hay chết cũng mặc xác lão. Cô Anna, hình như bố cô đằng sau bị lã mệt không đi được. Lão Jules, lão ấy bỏ ông cụ lại trên sa mạc đấy. Ôi không, cha ơi, cha ơi, tôi phải quay lại tìm cha tôi. Khôn hồn thì ngoan ngoãn đi theo đoàn. Cô nên nhớ, cả đoàn này không thể vì lão ta mà đến muộn phiên chợ nô lệ sáng ngày mai. Ta không chấp nhận vì lý do nào mà hành trình này bị muộn. Không, để cha tôi ở lại. Ông ấy không bị chết vì kiệt sức thì cũng chết vì bão cát. Cha ơi, không được. Bằng giá nào ta cũng phải quay trở lại để dìu cha tôi. Tôi dìu được. Không được. Chúng bay đâu? Mau mau giữ nó lại. Không làm nhốn nháo đoàn người, tống nó đi. Nhanh lên. Cha, cha ơi, cha ơi. Dạ thưa ông chủ, qua được triền cát này là coi như chúng ta có thể vượt qua được sa mạc để đến được triền bên kia rồi ông ạ. À, chúng ta sẽ đến phiên chợ nô lệ vào buổi sáng ngày mai, đúng như dự định ạ. À, được lắm, được lắm. Trời ơi, có bão cát, có bão cát, mau đi nhanh lên. Trời ơi, chúng mày sợ hãi gì vậy? Phía trước kia có một tòa lâu đài đó, biết đâu lại có đầy vàng bạc và châu báu trong đó. Ngươi chờ đợi nhiều vàng bạc và châu báu hay sao? Ôi, xem dáng vẻ thì ngài đúng là một chàng hoàng tử rồi. Thế này, hôm nay chúng tôi gặp may rồi thưa ngài. Tôi có rất nhiều nô lệ, ngài có thể sở hữu tất cả bọn chúng. Chỉ cần ngài đưa cho tôi một túi vàng. Được lắm, ngươi sẽ được ban thưởng rất hậu hĩnh. Hãy xem đây. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Tôi đang ở đâu thế này? Nàng đang ở trong lâu đài của ta. Lâu đài ư? Phải. Trong lâu đài này, ta đang cho chuẩn bị tất cả mọi thứ để cưới nàng làm vợ và tấn phong nàng làm hoàng hậu. Sao, nàng thấy vui chứ? Ôi không, không có bụng dạ nào lấy chồng bây giờ. Cho dù có được tấn phong làm hoàng hậu, tôi cần phải đi tìm cha. Cha tôi vẫn đang nằm trên sa mạc thưa ông.
Không được, 12 giờ đêm là giờ cử hành hôn lễ, nàng không được đi đâu. Ông làm gì thế này? Mở cửa cho tôi ra ngoài, tôi xin ông đấy. Cô em, cô định đi đâu? Ta đã sống kiếp đắng suốt ngàn năm nay, không thể chờ đợi thêm được nữa. Trong đêm nay, ta phải có được cô em, một cô gái xinh đẹp, còn trinh nguyên để chuyển kiếp. Ôi không, cha ơi! Hãy quên chuyện rời khỏi chỗ này đi. Cô đã vào đây thì ngàn đời ngàn kiếp cô sẽ phải ở lại đây làm vợ của ta, không còn cách nào khác. Hãy nghĩ là mình may mắn đi, vì những kẻ khác trong đoàn của cô đã bỏ mạng nơi sa mạc rồi. Không, tôi phải đi cứu cha tôi, người cha già khốn khổ tội nghiệp của tôi. Cha ơi! Cha ơi! Cha ơi! Nước mắt của Anna rơi xuống, chảy mãi, chảy mãi, tạo thành một dòng suối nhỏ chảy dần ra sa mạc. Thật là lạ, tại sao ở sa mạc khô cằn này lại có một dòng nước nhỏ chảy ở đây? Anna, con gái ta, con đâu rồi? Cha có thể tìm con ở đâu đây? Anna ơi! Ông Haren cứ đi mãi, đi mãi trên sa mạc, nhưng chẳng thể tìm thấy con gái. Rồi mệt quá, ông khuỵu xuống dưới sa mạc và dần dần mọc thành một cái cây gai, đứng vò vỏ trên sa mạc ngóng con gái. Về sau, người ta gọi đó là cây xương rồng.